Chào anh em, hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 2 có dọn một máy lên cho anh em tham khảo nha anh em. Anh em trong thời gian qua cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và mua hàng bên em nha. Thì hôm nay cũng như mọi ngày thôi anh em. Mấy lúc trước cũng như máy mài van bê tông và đục bê tông với cảnh sát bàn nha. Rồi cũng không quên chúc anh em một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Em trước tiên em sẽ vô cái lô máy mài nha anh em. Vỏ nhựa nha anh em, vỏ nhựa màu đen nha, cũng còn khá ok nha anh em. Này có ghi UPS nha anh em, điện 100V nha. Em quên nhắc lại hình thức bán hàng bên em là toàn bộ là bao ship hết trơn rồi nghe anh em, bao ship toàn quốc nha anh em. Nó như cây này ví dụ như 350 là về tới nhà anh em chỉ là 350 thôi nha, chứ không có chi phí nào thêm nữa. Thì con này là ghi UB nha anh em, nó còn chút xíu tem chỗ này nè, cái công suất mất tiêu rồi. Chạy rất là khỏe nha anh em. Thân dài chạy rất là mạnh nha. Số 1 350 bao ship nha anh em. Số 2 là cây máy mài của hàng xuất Nhật nha anh em. Đó, dây điện khá dài khá ok nha. Điện 100V luôn nha anh em. Đó, ngoại hình vỏ nhựa còn rất là mới nha anh em. Còn mới can luôn. Này chờ này xuất Nhật nha. Điện 100V. Công suất mất tiêu rồi. Điện 100V nha anh em. Số 2 300 bao ship nha anh em. Số 3 là cây mài của Hitachi nha. Đó, dây điện ở đây. Mài của Hitachi nha anh em. Điện 100V nha. Công suất cũng mất tiêu luôn rồi nha anh em. Công suất mất tiêu rồi nha. Ngoài hình khá ok nha anh em. Chạy rất là êm nha anh em. Số 3 350 bao ship. Tiếp tục số 4. Đây dây điện ở đây. Số 4 là một cây mài của Ryobi nữa nha anh em. Công suất cũng mờ hết luôn rồi nha. Nhưng mà điện 100V nha anh em. Số 4 350 luôn bao ship nha anh em. Số 5 là một cây mài của Hitachi luôn. Rất là êm nha anh em, không có đá lưỡi và không có lửa củi gì trơn nha anh em. Số 5 350 bao ship. Dây điện zin luôn nha anh em, Hitachi. Mài có Hitachi nữa nha anh em. 705W nha anh em. Ồ, này sao ngộ tao đó, 705W.
Điện 100V nha. 705W. Nó có lẻ lẻ rồi. Số 6 350 bao ship luôn. Tiếp tục số 7 cũng là một cây mài của Hitachi luôn nha anh em, dây điện khá ok nha. Đó. Này Hitachi Kuki nha anh em. Điện 100V. Công suất thì mất tiêu rồi nha anh em mà điện 100V. Hitachi Kuki nha anh em. Số 7 350 bao ship nha anh em. Tiếp tục số 8 cũng là một cây mài của Hitachi nữa nha. Đây. Điện 100V công suất là 720W nha anh em. Ngoài hình còn rất là ngon nha. Số 8 350 bao ship. Tiếp tục số 9 là một cái mài của Hitachi nữa nha, Hitachi thân dài nha anh. Hitachi thân dài nha. Điện 100V, công suất 720W nha anh em. Đó, mất căng xà beng. Số 9 350 bao ship. Số 10 là một cây mài của Makita nha anh em. Đó, Makita. Điện 100V 720W luôn nha. Số 10 350 bao ship. Một là cái mài của Hitachi nữa nha anh em. Dây điện quấn băng keo nè nha anh em. Bị chạy cái da ngoài. Điện 100V 720W luôn nha. Này nó bị chảy chỗ này chút xíu nè nha anh em, thẹo thẹo chỗ này chút xíu không có quan trọng nha anh em. Rồi số 11 270 bao ship. Màu xấu em bán thì xấu ha. Số 12 là một cái bào nha anh em. Cái bào của Makita nha. Đó, dây điện zin của Makita luôn nha anh em. Lưỡi không mã nha anh em. Lưỡi ok nha, không mã nha. Này lên xuống nhẹ nhàng anh em. Đi 100V nha anh em. Hôm nay nó hình như là 500 mấy chục watt vậy. Mờ rồi. Công suất mờ rồi nha anh em.
bàn nó hơi bị gỗ chút xíu nha anh em à. Nhưng không sao nha, quan trọng máy chạy ngon là được. Rồi số 12 500 bao ship nha anh em, ngoài anh cũng khá là ok nha. Tới cây nhắm gung nha anh em, dây điện zin của Makita luôn nha. Đó, nhắm gung đế còn ok nha à, nhanh còn ok, rất nhẹ nhàng nè. Con tắc trượt trên lưng nha anh em. Rồi. Này là trà nhắm gum của Makita. Để 100W, 5.5, 5.5, 520W nha anh em. Con này công suất khá lớn nha anh em, 520W luôn nha. Số 13, 450 bao ship. Số 14 là một cây cắt đầu sông của Hitachi nha anh em. Đó, cây cắt đầu sông 10 ly nha. Thử bọng rồi cắt còn ok nha anh em. Để 100W nha anh em, công suất là 285W nha, của Hitachi nha anh em. Bao cho anh em cắt nha. Cái này em hết rồi xong thử rồi, cái này bao cho anh em cắt nha. Hình đó, đó. Rồi số 14 450 bao ship. Boss nha anh em, dây điện rất là dài nha, dây điện zin của boss luôn nha anh em. Đó, rất là dài nha. Này phan bê tông 3 chức năng nha anh em. Này phan 3 chức năng nha, phan thường, phan búa, đục xay và đục nha anh em. Có đảo chiều luôn nha anh em. Có điều tốc đảo chiều luôn nha. Của Đức nha, máy điện gạch máy điện anh em. Nó 620W nha, điện 100W nha anh em. Ý mày sao này nó để 220 nữa nè mày. 220V nữa nè mày. À đủ. Đó. Không lẽ này xài được điện 220 luôn quay sao để 220 nè. 60Hz nè. À đủ. Đã. Để thử coi. Rõ ràng này điện 220 à. Mà điện 220. Thằng này là điện 220 nha anh em. Nè, anh em coi kỹ nè, đấy nè, 220V nè, 60Hz nè. Đó. 620W nha anh em. Đó, 620W. Made in Việt mà này. Đó. Điện 220 nha. Cái này lộn nha em. Bao cho anh em đục nha. Cái này ghi giá lợi anh em ơi. Rồi chiều 2 để gãy cho anh em xài luôn. Có đảo chiều luôn nha anh em. À, điều tốc nè. Đảo chiều nè nghe anh em.
Không có đều tóc nha anh em, có đảo chiều chứ không có đều tóc nha. Rồi số 15 1,2 triệu bao ship nha anh em. Bao cho anh em đục nha. Đó. Cây tiếp theo cũng là một cây phan bot 3 chức năng luôn nha anh em, dây điện zin của bot khá dài nha. Thằng này nó không có đảo chiều nha anh em. Điện 100V nha anh em. Đó, 620W luôn nha, điện 100V 620W. Ba chức năng phan thường là phan búa, đục và đục xay nha anh em. Điều tóc nha, này có điều tóc nha anh em, nhưng không có đảo chiều nha. Số 16 900 bao ship nha nè. Đây, đó một cây phan bầu. Đây, dây điện quấn băng keo, dây điện cục nha anh em, điện 26 mà. Điện 100V nha anh em. Công suất là 720W nha anh em. Thằng này cây phan tua chậm mà nó gắn cái đầu, nó gắn cái đầu quậy bột đó nha anh em. Anh em có cần gì gắn vô là xài nha. Trên chỗ này hai mắt đây nha anh em, nhưng không sao nha, bán rẻ cho anh em luôn nha. Đó, số 17 300 bao ship luôn. Rồi, đi cho nó nhanh. Tiếp theo là cây cắt bê tông nha anh em. Đó, cái này rất là nặng nha, có Hitachi nha, được 100V. Cái này khá nặng, cắt lưỡi 280 nha anh em, chạy lưỡi 280 nha. Công suất là 1430W nha anh em. Điện 100V nha. Rất là nặng. Đó. Tăng lưỡi còn đầy đủ nha, nhưng cái đồ bảo vệ không có nha. Nặng khiếp thì. Số 18 800 nha anh em, 800 bao ship. Số 19 là một cây bot nha anh em. Đó, cực lớn bot nha, có bảo vệ luôn nha anh em. Tăng lưỡi đồ bảo vệ lưỡi đầy đủ nha. Này có bot nha anh em, bot gạch này nha anh em, bot đứt nha. Bot xịn nha anh em. Điện 115V nha anh em. Đó, điện 115V. Chị lưỡi là 180 nha anh em. Xài lưỡi 180 nha. Công suất đâu?
công suất mất tiêu rồi. Đó, này cũng công suất khủng quá chứ không có nhỏ đâu. Con này nè 2300W nha anh em, dữ gì trời, công suất thấy ghê, này tới 2300W là nha anh em, đủ công suất ghê trời. Này, anh em đẩy lên cái bóp bóp nó mới dính nha anh em nè. Nó gì nè, nè. Đó. Nó công suất quá dữ rồi, cái ống áp có 1000W rồi, kéo ống áp ẹ luôn rồi. Rồi số 19 700k bao ship, bót đứt bót xịn nha anh em. Con này là con vô duyên nè nghe anh em. Đó, hôm nay giảm giá anh em khoảng 500.000, anh em rước cho nhanh nha anh em. Bót bót xịn đàng hoàng chứ không phải giỡn đâu. 850W nha, điện 100V nha. Đó. Tem mát còn đầy đủ hết trơn luôn nè. Màn hình khá ok á. Số 20 500 bao ship. Thằng này không có tặng lưỡi nha anh em, không có lưỡi nha. Không có mũi nha. 20 500 bao xếp, điện 100V. Lục 21 ly nha anh em, của Hitachi nha, điện 100V, công suất là như này nó tới 1130W tới 40W gì đó. Còn tem, nhưng mà tem nhôm nè, mà cho chữ hết rồi, cho số hết rồi. Đó, tặng cho anh em cái mũi luôn. Cái thằng này là nó mắc cái đầu phá lựa phá mũi nghe nè, cho nên anh em chế nên lấy bù xong bắt ngang là cứng khừ nghe anh em nè. Đó. Khi nào anh em lấy ra mở này ra, à, mở này ra đó, lấy mũi bình thường vô chọt ngang dặn vô một cái là lụm, cũng dễ dàng, thao tác cũng dễ nghe anh em. Chứ nó bị mẻ chăng cho tay cầm chút xíu nè, nhưng không, nó không sao cho nghe, cầm này cũng vẫn bình thường vậy. Anh em lấy con keo quắn lại cái đó im tay luôn nè. Nó này bao đập hết nè. Cho nên đục nha, đục rất là mạnh nha. 21 650 bao ship. Số 22 là một cây đục điện xin 220 anh em, cho điện rất ok nha. À. Điều tốc nha, 6 số nha anh em, điện 220 nha. Điều tốc 6 số. 1500W là nghe anh em. Công suất khủng nha. Thằng này nó xài chung với cái mũi 17 của ông Boss đó anh em, mũi tròn, mũi 17, mũi 5 khía của ông Boss đó. Này tới 1500W luôn. Số 1 nha. Số 2 nha. Số 3. Số 4 nha. Yeah.
nhà 500W đục rất là mạnh nha anh em, đục phá bê tông là ok á. Anh em về mua mũi ở trên Lazada, Shopee cũng có, cho ngày mùa mới nó có nha anh em, 70.000 mũi vậy. Rồi số 22 700 bao bao ship điện zin 220 nha anh em. Đây có 30 ly của Hitachi nha anh em. Để 100W luôn nha. Đó. Này ngoại hình ok. Ok. Này cái cổ gớp nó trong nó còn rất là đẹp nha anh em. Mà không biết sao mà là nó đá lửa, em làm không có được nha. Vậy anh em làm nó được thì làm, còn không thôi anh em quấn lên 220 cũng được. Thằng này nó có bán mới hết trơn, toàn bộ hết trơn nha anh em. Đó. Bán vô tùng mới. Không sao anh em mua ruột vỏ trong á, anh em bỏ vô là xài. Ok. Tao cho anh em đục nha. Bao cho anh em đục nha. Số 23 900 bao ship nha anh em. Thằng này không có mũi nha anh em, không có tặng mũi nha. Bán giá nó. Giá sao cả cô. Bây giờ em còn có cái mũi, cái mũi của con máy này nè. Của Makita nha anh em, được 30 ly của Makita nha. Em còn mới can xà beng luôn nha anh em. Bây giờ nước sơn zin còn hết nha anh em. Rất là đẹp nha. Nó chỉ là gỉ sát chỗ này thôi. Tắt này là chúng ta là cò bóp. Makita điện 100W. 1350W. Ghê không? Đó. 1200 vòng trên phút. Điện 100W nha anh em. Này đục mũi 30 ly nha, đục 30 ly nha. Này bao cho anh em đục luôn nha anh em, tặng cho anh em cái mũi 30 ly luôn nha. Này là đặc biệt này, tặng cho anh em cái mũi nha. Để rất là êm nha anh em. Này còn mới can luôn. Số 24 1.500.000 bao ship nha anh em. Giờ em nổ bỏ luôn này. Tặng cho anh em cái mũi nha, cái mũi độc đó đó. Mũi 30 ly. Còn thằng này là của Hilti nha anh em. Thằng Hilti này mắc lắm nha anh em. Đó. Tay cầm đầy đủ nha. Đây. Cũng còn khá là ok nha anh em. Đây tay em còn đầy đủ luôn. 1550W là nghe anh em. 1550W TE905AVG nghe anh em. Hilti nha. Điện 100V nghe anh em. Tem mát đầy đủ. Thằng này không có mũi nghe anh em. Không có mũi nha. Mũi này mũi lục giác nghe anh em. Mũi này như hình như mũi 22 23 gì đó, mũi lục giác. Cho anh em đục hết trơn nha, đục ok nha. Số 25.200.000 bao ship nha anh em. Dây điện nói nha anh em. Cây cắt xích bàn của Hitachi điện 100W. Chạy lưỡi 355 nha anh em. 355 nha. Đó. 4.300 vòng trên phút. 15A nha anh em. 15A 1450W chỉ lần á. Hitachi. Ở
Eto đầy đủ nha anh em. Tặng cho anh em cái lưỡi hợp kim luôn nha, cái lưỡi đó mình xài được nha. Lưỡi đó ngon nha. Đó, tặng cho anh em cái lưỡi luôn. Bao dễ lưỡi rồi còn đầy đủ cho nắp bao dễ còn đầy đủ cho nha anh em, ngoại hình nè có chân cẳng nữa cũng còn khá ok. Dạ số 26 1,1 triệu bao ship. Rồi số 26 cũng kết thúc clip trong ngày hôm nay nha anh em. Anh em tương tình ủng hộ giờ là đăng ký kênh nha anh em để có những cái video mới kế tiếp thông báo cho anh em nha. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình an, chào tạm biệt anh em nha.